Xin chào các anh chị. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến việc sao lưu dữ liệu. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta phải tiến hành sao lưu dữ liệu? Chúng ta thường xuyên sao lưu dự phòng dữ liệu bởi vì sự cố luôn luôn có thể xảy ra tại bất cứ thời điểm nào mà ta không thể biết trước. Khi sự cố xảy ra sẽ dẫn đến nguy cơ mất mát thông tin, dữ liệu của bản thân hoặc là của tổ chức. Vì vậy chúng ta cần một chính sách sao lưu giúp dự phòng cho dữ liệu của chúng ta. Trước khi tiến hành sao lưu dữ liệu, chúng ta cần vạch ra một kế hoạch sao lưu rõ ràng. Chúng ta cần nắm rõ dữ liệu của chúng ta được lưu ở đâu, được tổ chức như thế nào, bản chính được lưu ở đâu, bản sao được lưu ở đâu. Có nhiều loại dữ liệu khác nhau, dưới đây là bản mô tả chi tiết một kế hoạch sao lưu dữ liệu mà chúng ta có thể tham khảo để thực hiện. Tùy theo loại tài liệu cụ thể sẽ có cách sao lưu khác nhau. Đối với tài liệu là điện tử, cơ sở dữ liệu, tạo một bản lưu trên máy tính, sử dụng phần mềm sao lưu, có thể dùng Copy and Backup. Tạo một bản lưu trên USB, đĩa CD hoặc là đĩa DVD. Đối với thư điện tử, sử dụng chương trình quản lý thư điện tử như là Thunderbird, Outlook và thiết lập tải thư về máy tính. Không nên xóa thư trên server. Đối với dữ liệu trong điện thoại, backup bằng phần mềm của nhà sản xuất, lưu nội dung backup này vào máy tính hoặc trên đám mây cloud, sao lưu danh bạ trên SIM và bộ nhớ của điện thoại. Đối với tài liệu văn bản giấy, chụp hoặc scan tài liệu giấy để chuyển thành tài liệu điện tử. Một số lưu ý chúng ta thực hiện trong quá trình sao lưu dữ liệu. Thứ nhất là cần kết hợp phần mềm và phương án thực hiện. Thứ hai, mỗi loại dữ liệu nên được lưu ít nhất tại hai địa điểm khác nhau. Thứ ba, đối với các chương trình sao lưu có cơ sở dữ liệu riêng, chúng ta nên kiểm tra xem có được thay đổi vị trí lưu của cơ sở dữ liệu hay không. Chúng ta cũng cần chú ý thời gian biểu sao lưu, nên sao lưu vào cuối ngày làm việc. Cần tạo một quy trình chuẩn cho nhân viên, kiểm tra việc khôi phục từ các bản dự phòng đã lưu.